Em tên Xuân, năm nay 49 tuổi, chủ nhà hàng. Em muốn tìm một người, một đứa yêu thương của mình. Người là, trước nhất là người có đạo đức. Còn sau này thì nói chung là cái duyên mà đến thì sẽ tìm hiểu sau. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái rất xinh đẹp, dễ thương, bà chủ nhà hàng. Ồ, một nhà hàng cũng khá lớn chị ha. Lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương. Thì liệu ngày hôm nay với một điều kiện rất cơ bản và một cái yêu cầu cũng rất là dễ thì chị có tìm được ai hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón xem. Thay mặt anh em trong chương trình, em xin chào chị. Chị cho mọi người biết mình tên gì, bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu. Chị tên Xuân, Đỗ Thị Xuân. Rồi, chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị năm nay 49 rồi. 49 rồi, mình đến từ đâu? Chị đến từ Xuân Lộc. Xuân Lộc, Đồng Nai. Rồi, thì cái nhà hàng mình ở dưới đó là chị kinh doanh lâu chưa? Nhà chị cũng làm được gần chục năm rồi. Gần chục năm rồi. Rồi, chị Xuân 49 tuổi mà cũng còn trẻ mà giỏi quá ha. Thế nhà hàng mình chuyên kinh doanh vào lĩnh vực gì? Chị chuyên kinh doanh về tiệc cưới đấy. Tiệc cưới hả? Đúng rồi. Ồ, gần chục năm rồi. Cũng được 8 năm. 8 năm. Vậy thì chị chia sẻ chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của mình, chị nói lớn lên chút xíu. Nói chung là tình trạng hôn nhân của chị là cũng nói chung hai vợ chồng cũng không có được chung tiếng nói chung, cho nên là chị đành phải ly hôn. Chị có mấy người con? Chị có 4 em. Con lớn hết chưa? 4 con chị lớn hết rồi. Chị chia tay được mấy năm rồi? 2020 bây giờ. 4 năm rồi. Con chị lớn hết nè, có ai lập gia đình chưa? Cháu lớn cũng chưa, chưa cháu nào. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Dạ, bốn đứa con ở chung với mình hả? Đúng rồi, ở chung ngôi nhà đấy. Rồi. Vậy bây giờ 4 năm nay rồi mình chia tay rồi, mình đã tìm hiểu ai chưa? Chưa em. Nói chung là cũng không nghĩ là mình sẽ đi bước nữa. Nhưng mà chị mấy hôm nay chị nói chung là trong đầu cũng có một suy nghĩ, nói chung nó nhiều cái chuyện đó. Cho nên là chị quyết định là chị sẽ đi lên chương trình. Có khi nào chị kiếm được một người nó hợp với mình, rồi có khi sống cái quãng đời còn lại này thì chị cũng muốn như vậy. Rồi, hôm nay chị đang chị tìm nửa thương này à. Chứ hết thì chị muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Chị muốn người chắc từ 50 đến 60. 50 đến 60 ha. Chị về. Có cần ở khu vực vùng miền nào không chị? Hay đâu cũng được. Nói chung trong và ngoài nước, nói chung đi được xa thì tốt hơn. Ở đâu cũng được. Cứ cho tùy duyên đi ha. Đúng rồi. Cái này mình không nói trước được. Duyên ở đâu thì mình đến đó thôi. Đúng rồi. Vậy là chị cũng dễ tính chứ. Thế bây giờ trước hết thì chia sẻ chút xíu về cái bản thân mình nào. Tính cách của mình sao? Nói chung cái tính cách của chị thì điểm mạnh của chị là thật sự chị rất mạnh mẽ, mà sống rất vui vẻ, tình cảm. Nhưng mà điểm yếu thì tại vì thật sự sống vì người khác quá, và cũng vì tin người quá, cho nên là bị khổ, bị thiệt thòi. Mình có cái điểm mạnh của chị thì bà chủ thì chắc chắn là cũng là mạnh mẽ này, kinh doanh quyết đoán này. Đúng rồi. Đó, chị thì điểm mạnh cái của là kinh doanh. Công việc thì chị rất chi là mạnh mẽ. Ok. Xông pha nói điểm chung. Xấu mình có cái điểm yếu nào? Điểm yếu thì nói là chị quá chi là mềm lòng, mà sống tình cảm quá, tin người. Mạnh mẽ ra là chị cũng hay bị thiệt về bản thân. Rồi. Nói chung là mạnh mẽ về công việc. Đúng rồi. Còn yếu đuối về chuyện tình cảm. Nói chung cũng vì thương người cho nên mà cũng tin người cho nên là. Ở hôm nay chị lên đây chị có tìm kiếm một anh như thế nào này? Có cần giàu có tài giỏi không? Nói chung là người mà cảm thấy biết chia sẻ, vui vẻ mà sống hòa đồng. Mà biết kinh doanh được thì tốt. Rồi. Tại vì chị sở thích là chị thích kinh doanh mà. Ồ, kinh doanh. Thế là chị kinh doanh cái lĩnh vực nhà hàng đó thì bao nhiêu năm rồi? 18 năm rồi ha. Cũng được 8 năm. 8 năm thì mình hiện tại giờ mình kinh doanh nó có hiện tại mình kinh doanh nó có thuận lợi không? Nói chung cũng bình thường. Bình thường. Một lần mình làm tiệc khoảng bao nhiêu bàn chị? Nói chung tùy theo không ạ.
Con làm ở đông nhất thì mình làm bao nhiêu bàn? Nói chung từ nhỏ, từ mấy bàn dưới lên là chị cũng làm, mà đến 100 bàn cũng. Ồ, 100 bàn là lớn. Có tuần cũng cả 150 chị bàn. Chị là có khi nào chị đứng nấu không hay là chị coi thôi? Chị là người đứng nấu luôn. Wow, chị giỏi vậy. Đầu bếp luôn. Con chị nó là đầu bếp của nhà hàng người Hàn Quốc đấy, nhưng mà cháu làm trên Sài Gòn. Thế hôm nay mình lên đây thì con mình có đồng ý không? Và con có biết không? Con trai chị nó cổ vũ cho chị, nó nói má cứ đi lên chương trình đi, má đừng có ngại. À, con động viên vậy là con quá tâm lý rồi. Quá tốt ha. Con kiểu gái chị nó bảo má phải xem cái chương trình nào, coi chương trình lừa đảo. Rồi đúng rồi, thực tế là trên Facebook bây giờ nhá, trên mạng, nói chung là tất cả trên mạng có rất là nhiều chương trình nó không thật. Đúng rồi. Có nghĩa là người ta sẽ lấy tiền của mình nhá. Còn lo chương trình của tụi em là người thật việc thật. Đúng rồi, đây thì tại chị vì biết chị rồi. Cũng qua cái chương trình của Hùng là bà chị giới thiệu á. Sáng giờ chị tới chị thấy là quá trời luôn rồi ha. Đúng rồi. Đi xe mà 16 chỗ luôn. 16 chỗ luôn đó chị thấy à. Mình làm gì làm nó phải thực tế ha. Đúng rồi. Thì bây giờ ví dụ như mà một anh nào đó chắc chắn là khi chia sẻ video này lên thì sẽ nhiều anh xem, nhiều chú xem được. Ví dụ một anh, một chú nào đó mà điều kiện kinh tế nó không được khá giả lắm, cũng hơi khó khăn, mà yêu thương chị thật lòng muốn đến với chị có đồng ý không? Nói chung cái duyên mà đến thì ok, không có gì hết. Không sao hết. Cảm thấy hợp nhau là được. Ừ, hợp nhau là được. Đúng rồi. Còn nếu bây giờ nếu... Tại vì chị, con người chị cái nói chung là chị cũng đang rất gặp trục trặc, rất khó khăn. Nhưng mà thật sự mình bàn tay mình làm lên là chính, chứ không phải là mình phụ thuộc, cứ phải trông vào người ta. Rồi. Quá đã ha. Quá dễ. Nói chung lại vì ngoài kinh doanh nhà hàng là chị còn kinh doanh gì thêm nữa không? Nói chung chị cũng làm nhiều thứ. À, chị giỏi ha. Làm nói nhà hàng xong rồi làm chị cũng làm. Thích kinh doanh. Tại vì kinh doanh nhà chị là con nhà nòi kinh doanh theo mẹ làm từ nhỏ. Chị quê gốc ở đâu? Chị quê gốc Bắc Giang. Bắc Giang. Đúng rồi. Và đây năm bao nhiêu? Chị vào năm 92. Ồ, lâu rồi ha. Đúng rồi. Còn bây giờ nếu ví dụ như mà chú nào đó mà kinh tế nó không được khó khăn, nó không đủ định ấy, thì mình về với mình thì mình có liệu định hướng cho cái cuộc sống nó theo cái... Nói chung nếu mà, người nếu mà có duyên mà hợp thì cái gì mình cũng có thể làm được không? Tại mình là một người phụ nữ, là một người mình, một người là đã tay ra tay thớt từ bé rồi, cho nên là chị không sợ. Không, nhưng mà tướng chị nhìn cũng ấy đấy, tướng đúng là tướng bà chủ ấy. Chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Chị cao mét gần 70. Cao mét gần 70, nặng bao nhiêu ký? 72, 73. 72, 73 ký. Trời ơi, tướng người mẫu nhỉ. Mét 7 mấy, gần 70. Chị con chị đều 70 mấy, đều 70 trở lên hết rồi. Đẹp, xinh gái. Rồi, thế chị muốn một mẫu người đàn ông như thế nào theo ý của chị nè? Nói chung người đàn ông phải có đạo đức là đi hàng đầu. Có đạo đức rồi, chứ hết là có đạo đức. Đúng ha. Rồi. Còn cái việc kinh tế nếu mà có dân, ai cũng muốn. Đúng. Nhưng mà ví dụ như cái chú đó đang ở chợ đi, hợp mình thì cũng được. Đúng. Ha. Rồi. Chị lên chương trình thì chị cũng hơi ngại. Nhưng mà nói chung chị cũng, tại vì chị cái tính cách của chị nó mạnh mẽ từ xưa rồi. Cho nên không có cái gì nói hết. Chung là nó là văn minh lịch sự thì mình không có gì ngại hết. Đúng. Ai cũng có nhu cầu hạnh phúc mà chị. Đúng rồi. Quan trọng đúng. Cái hạnh phúc của mình nó văn minh, nó lịch sự thì cả gia đình, cả xã hội người ta đều động viên đúng mình rồi. Thôi đúng rồi. Nó không lố lăng là được. Tại vì mình sống thật, việc thật. Đúng rồi. Mình không có cái gì phải giấu hết. Chị yên tâm. Bà chủ mà bản lĩnh thừa thừa mà. Bây giờ chị muốn mẫu người đàn ông như thế nào này, chị chia sẻ cho mọi người biết nè. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Nói chung người mẫu người đàn ông thì cũng phải cao từ 1m65 đến 1m70. Cái đó là quá dễ. Nói chung cũng phải vui vẻ, cũng dễ nhìn. Mà nói chung cốt nhất là phải đạo đức trước, xong muốn những thứ gì sau. Nói chung là phải như vậy. Tiền bạc không quan trọng. Đúng rồi. Tại vì chị sống là chị không dựa vào đàn ông. Chị phải làm. Bản lĩnh nha. Tại vì nếu như thật sự phụ nữ ai cũng muốn có một người đàn ông để mình dựa.
nhưng mà mình cũng không phải phụ thuộc hết hoàn toàn người ta. Mình phải làm. Quá bản lĩnh. Hôm nay á, bà về bảo con mà đứng lên chương trình. Thế sao? Nói chung con chị, bốn đứa con nó đều nhất trí hết, thằng út á. Hôm nay đi nó mới 8, học lớp 8 á. Chị hỏi bảo, má lên chương trình, út thấy sao? Nó nói má đi đi. Con tâm lý hết ha, ai cũng ủng hộ, đồng tình hết. Dự tính chị cũng đang muốn để đi qua nước ngoài, cho nên là nói chung ở đâu chị sống cũng được. Nhưng mà chị... tuổi của chị muốn đi xa. Tại vì chị coi cái tuổi đi là tuổi thìn này, phải đi xa. Ồ, tuổi rồng giỏi lắm á. Mới làm ăn được. Cho nên là chị muốn thử trải nghiệm đến cho mình, xem là mình ra xã hội, xem mình có chịu đựng được không. Nhưng mà bây giờ nhưng mà chị nghĩ chị sẽ làm được, ở đâu chị cũng làm được. Quá giỏi. Quá giỏi, ở đâu mình làm cũng được mà. Đúng rồi, tại vì chị, hôm nay chị tính chị chạy xe của em chị lên ấy, nhưng mà chị mới lên lần đầu chị sợ, chứ còn chị tay nghề tài xế cũng 10 năm rồi. Quá giỏi vậy. Sao chị cũng chạy lên đây luôn. Nói chung xe gì cũng chạy được. Thì giỏi ha. Yeah. Ở ngoài cũng xinh đẹp nè, dễ thương nè, có điều kiện rồi mà chắc cũng có nhiều anh đeo đuổi lắm á, đúng không? Không sớm chị mà. Nói chung bây giờ chị nghĩ cũng không nghĩ là mình bây giờ đến cái tuổi này mà mình lại gia đình lại vợ chồng lại ly hôn. Ý, nhưng mà chị nghĩ không bao giờ. Nhưng mà em ở ngoài ở sớm rồi chắc cũng có nhiều anh cũng đeo đuổi ghẹo mình lắm chứ. Nói chung cũng không biết thế nào. Rồi từ hồi chia tay thì chắc cũng nhiều anh chắc cũng đeo đuổi mình hả? Nói chung là cũng có người cũng thấy người ta thấy mình như vậy thì người ta cũng trêu cũng đùa vậy. Nhưng mà tại sao chị lại không chọn ở ngoài kia mà chị quyết định lên chương trình của tụi em? Ở ngoài xã hội chị, thì cách tránh rất nhiều người. Thật sự mấy hôm nay chị cũng coi cái chương trình của Hùng đấy nhiều lắm. Rồi. Mình xem mình thấy ông đúng ý rồi hả? Nhưng mà bà chị thì có một bà chị bà chuyên môn bà xem. Oh. Bà gửi cái clip đó cho xem, chị bà xem ở đâu? Bà xem ở đâu? Bà xem ở trên YouTube của Hùng đấy. Vậy hả? Rồi, xong rồi bắt đầu là bà kêu chị lên. Đúng rồi. Và hôm nay lên đây để trước khi kết thúc bà chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh các chú đang theo dõi mình không? Chị cũng xin chúc cộng đồng mạng có một sức khỏe và cũng mong rằng có các anh nhé mà độ tuổi như chị đề cập tới đấy mà coi cái chương trình này cảm thấy có khi làm quen rồi chị có lời nào nhắn gửi tới các anh các chú không, những người mà có thể sau này ví dụ sẽ gắn bó với mình đến suốt cuộc đời ấy? Chị cũng nhắn gửi mấy anh là nếu như thật sự mà có duyên thì có khi chúng ta đến với nhau thì cũng phải nói chung cũng phải tìm hiểu mà. Ok anh chị. Chứ không phải bây giờ chưa mấy thì sao mà. Đúng rồi. Rồi trước hết thì anh em trong đội cũng xin cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình nên là nhờ anh em kết nối. Rồi thay mặt anh em cũng chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, làm ăn ngày càng phát triển, thành công hơn và đặc biệt sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Chị cũng cảm ơn chương trình của Hùng. Rồi chị cho mọi người hỏi là chị có cam kết tất cả những thông tin chị chia sẻ là đúng và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Ok em. Rồi chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình, thông tin của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Ok Hùng. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi một lần nữa cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả. Rồi các anh các chú, nếu ai mà thấy bà chủ nhà hàng này dễ thương và muốn kết nối thì hãy liên hệ với anh em qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể. Và mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để được đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Chị xin chào. Gửi cho cô hai chai nữa nhá. Gửi cho cô hai chai nữa. Rồi thế cô uống từ bữa giờ nó bớt chưa? Đó, giảm thì cô bảo lấy tiếp thì để xem. Dạ, yeah, thế thì cô uống được mấy ngày thì nó giảm? Uống được hết một chai. Hết một chai là nó giảm rồi. Thì trước khi mà cô uống thì tình trạng bệnh của cô như thế nào? Cổ đầu lắm. Đầu dã man. Đầu chỗ nào cô? Đầu lưng thoái hóa cổ xương lưng. Ok. Yeah. Ừ. Uống xong rồi thấy nó bớt hả cô? Bớt thì cô mới gọi lại nên tiếp hai chai nữa. Dạ, yeah, 10 phần thì cô cảm giác nó bớt được mấy phần rồi? Được 2 phần. 2 phần là tốt rồi đó. Thì cô uống rồi bây giờ cảm giác nó như thế nào, là mấy chỗ đau nó bây giờ nó làm sao? Nó thì
nó chỉ có bớt đỡ đau thì cô chỉ biết đỡ đau thôi chứ còn còn cảm giác gì hẳn đâu. Nó êm hơn đúng không cô? Nó êm thôi, nó đỡ rứt thì cô nó dễ. Tại vì là cái liệu trình của nó là cô mới uống 2 chai thì uống bớt 1 chai mà nó như vậy là nó cũng hợp thuốc là nó khá là tốt rồi đó cô ạ. Cái này tại vì nó thiên nhiên nên mình phải uống thêm cô nhá. Được rồi, nếu bớt cô uống hàng chục chai cứ. Rồi đúng rồi, quan trọng là nó khỏi cô nhá. Vậy là tốt rồi đó, hợp thuốc ạ. Con sẽ gửi cho cô thêm 2 chai nữa nhá. Có biết số điện của cô chưa? Có địa chỉ trong máy, con có lưu thông tin của cô rồi, cô yên tâm. Rồi tranh thôn nhá. Dạ rồi, cô mà uống tốt thì cô giới thiệu cho con nhá, giới thiệu cho mấy người, người ta uống cho người ta khỏi nhá, để đau tội nghiệp. Ở đây nắm người đau lắm, người ta bảo mày cứ uống đỡ thì giờ về mách chúng tao. Dạ, rồi. Rồi để uống mấy chai nữa mà nó đỡ thì các bà ăn mua. Rồi rồi, cô bớt vậy là tốt rồi đó, mới có một chai uống được 2-3 phần là tốt rồi đó. Rồi nhá. Rồi con cảm ơn cô, con chào cô nhá. Ờ, rồi chào. Dạ,